Tiến tự nhận mình chính là hung thủ giết Vương nên công an cho thực nghiệm hiện trường. Sau quá trình lẩn trốn, Tiến, Trương Hoàng và Tuyết, Quỳnh Châu đã bị công an tìm được. Điều bất ngờ, Tiến đã tự nhận mình chính là hung thủ giết Vương. Công an cho thực nghiệm hiện trường, Tiến thực hiện lại các hành động trong quá trình giết Vương ở trong phòng hát karaoke của quán bar. Tuy nhiên, mọi hành động của Tiến khá lúng túng khi công an liên tục hỏi rất cụ thể và chi tiết như hướng đầu của nạn nhân, sợi dây để siết cổ nạn nhân. Thực tế Tiến thực hiện lại hành động là theo lời kể của Tuyết. Có vẻ như Tiến sợ Tuyết đã vô ý khiến Vương đập đầu vào cạnh bàn và tử vong nên anh đã nhận tội thay Tuyết. Trước đó, trong quá trình lẩn trốn, Tuyết đã kể lại cho Tiến chi tiết tình tiết khi cô và Vương ở trong phòng hát, trước khi cô thoát khỏi quán bar. Trong khi xô sát, Tuyết đã vô tình đẩy Vương ngã đập đầu vào cạnh bàn, rồi cô trốn thoát khỏi quán bar và không biết Vương có vì cú đẩy của mình mà tử vong hay không. Còn Tiến, anh cũng kể lại cho Tuyết nghe diễn biến sau khi anh đánh Vương ở quán bar, rồi bị bảo vệ của quán lôi đi. Khi anh đang rình mò định quay trở lại phòng hát tìm Vương thì đã bị phát hiện và lại bị bảo vệ lôi đi, chưa kịp tiếp cận Vương. Trong quá trình bị bảo vệ quán bar lôi ra ngoài, Tiến còn bị tuột mất cả giày, phải kiếm tạm đôi dép lê để đi. Trong quá trình điều tra, nhiều dữ kiện, bằng chứng cho thấy Long là nghi phạm đáng chú ý nhất. Long, Bình An tiếp tục bị công an gọi đến lấy lời khai. Long nói Vương là bạn thân nhất nên sự việc xảy ra đột ngột khiến Long sốc. Sốc tới mức mất cả giày à? Tuấn, Huỳnh Anh hỏi thằng Long. Đôi giày mà Tuấn nhắc đến chính là đôi giày màu đỏ mà người đàn ông ăn xin nhặt được ở Hồ Tam Giác. Ngoài ra, chiếc điện thoại của nạn nhân Vương được định vị lần cuối cũng ở gần khu vực gần Hồ Tam Giác. Vị trí và thời điểm cách xa lộ trình di chuyển của Tiến và Tuyết đêm đó. Vì vậy, Tuấn đã đặt ra một giả thiết, kẻ đi đôi giày cũng chính là kẻ kéo xác Vương và giấu ở trong buồng vệ sinh phòng hát, đồng thời chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân để lấy dữ liệu lưu trong điện thoại. Theo suy đoán của Tuấn, Vương đã quay lại cảnh gì đó gây hư hại cho Long tới mức Long phải xuống tay giết người, xóa dấu vết. Clip đó có thể quay lại hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thậm chí có khả năng là một tội ác nào đó của Long. Như vậy, có phải Long chính là hung thủ giết Vương?